Để chào đón Giáng sinh và năm mới 2023, Colecuo, một công ty chuyên làm mô hình đường sắt thu nhỏ của Ba Lan, vừa chế tác ra các thành phố bánh gừng, mô phỏng một số thành phố của nước này. Các tiểu cảnh như nhà thờ, tòa thị chính thời Trung Cổ, sở thú và lâu đài đều được lấy cảm hứng từ các thành phố có thật, Klivister và Wrocław. Mô hình công trình thu nhỏ hoàn chỉnh này được trang trí bằng kem nhiều màu, điểm xuyết trong đó là các đoàn tàu chạy quanh thành phố phủ sô-cô-la. Không chỉ có những công trình nhà cửa như thật, thành phố bánh gừng trông sinh động nhờ có bóng dáng của con người, vật nuôi, cây thông lan tỏa không khí Giáng sinh. Ngoài chi tiết mô phỏng thực tế, các thành phố bánh gừng của Colecuo còn xây dựng theo bối cảnh trong chuyện cổ tích cùng những nhân vật được chế tác đáng yêu ngộ nghĩnh. Cảm hứng thiết kế của tôi đến từ chuyện cổ tích. Tôi lựa chọn chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Ngoài ra, một nguồn cảm hứng khác là những con búp bê xinh xắn dành cho trẻ em có đôi mắt to tròn. Điều hấp dẫn khó cưỡng là thành phố bánh gừng luôn tràn ngập mùi thơm của gừng và quế. Chúng tôi bắt đầu xây dựng thành phố bánh gừng vào tháng 9, vậy là đã được 3 tháng và 10 người đang làm công việc này. Thành phố bánh gừng có thể ăn được và thực tế nhiều khách hàng đã được thưởng thức khoảng 5-10% thành phố. Việc xây dựng mỗi thành phố bánh gừng cần hơn 300 quả trứng và 360 kg đường, cũng như hàng trăm cân mật ong và gia vị.